Em Loan mến chào anh chị, đã ghé kênh Cờ tướng TV của em hôm nay, em xin gửi đến anh chị hai ván cờ tướng, giữa tài khoản có tên là Lê Thu Hiền, khi lần lượt đối đầu từ Thiên Hồng và Trịnh Duy Đồng. Hai ván cờ được trực tiếp trên kênh Tượng kỳ cờ tướng thế giới, mời anh chị cùng xem. chơi đến đây từ thiên hồng không thể đỡ nổi vì vậy từ thiên hồng đã buông cờ chịu thua em loan mến mời anh chị cùng thưởng thức trận cờ tiếp theo nha Chơi đến đây, Trịnh Duy Đồng không thể đỡ nổi, vì vậy Trịnh Duy Đồng đã buông cờ chịu thua. Video này của em Loan đến đây là hết rồi. Anh chị ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký giúp em Loan nha. Em Loan cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị mỗi ngày. I love you chụt chụt. Bye bye.